Hai đứa ngủ chưa? Chưa ngủ à? Em bảo Hả? Ngủ đi thôi. Chú cũng chuẩn bị đi ngủ đây. Cảm ơn tất cả các bác xong một ngày mệt mỏi nha. Đi chơi cùng hai đứa nhóc. Mai đi chợ nhá. Sao mai có dậy đi chợ được không? không biết được. Không biết được, các chú mày lúc nào cũng không biết được. Mai tao đi một mình đấy. Thôi mai đi hội chợ nha. Đi hội chợ biên giới. Nghe nhạc mà ngủ đi. Nghe nhạc mà ngủ á? Ngủ đi. Xin chào các bác, sáng ngày hôm sau đây rồi. Tối hôm qua thì tôi đi ngủ khá muộn, ngồi nói chuyện với mấy đứa trẻ con với lại chú Phà Hư. Thì sáng nay tôi lại dậy khá sớm nữa, bởi vì là đêm qua mất ngủ các bác ạ. Làm sao mà mình háo hức đi chợ chơi buổi sáng hay là muốn ngắm cái cảnh hoàng hôn, cảnh bình minh của bản buổi sáng sớm ấy. Mà sáng sớm nay 5 giờ đã dậy rồi. Thì sáng ngày 5 giờ tôi dậy, tôi đi loanh quanh tôi chơi bản này, như những cái cảnh các bác vừa nhìn thấy ấy. Các bác nhìn thấy cái cảnh trong trong bản buổi sáng nó có yên ả không? Rất yên ả luôn, chả có gì cả. Toàn chỉ có những cái hành động, hoạt động diễn ra hàng ngày quanh bản, như kiểu là đi cho trâu đi ăn này, rồi thì ra suối rửa bát, rửa giặt quần áo đấy, lấy nước về. Nói chung là rất là đẹp luôn đấy. Bây giờ tôi lại tiếp tục ra ngoài suối ngó nghiêng một tí nữa. Xong rồi đến trâu nó mình ăn cơm trưa, xong mình mới đi vào trong trong chỗ hội chợ kia nhá. Tôi cũng đi ra ngoài suối này rửa mặt mũi tay đã. Đánh răng rửa mặt ra ngoài suối hết các bác. Điều này nha. Ui giời. Đây ra đây chỗ mọi người rửa mặt mũi tay ở đây. Đánh răng rửa mặt buổi sáng chỗ này này.
Mọi người về hết rồi, chả có ai nữa. À, bỏ máy quay đã. Mát mẻ thơm tho vô đối. Xong rồi, ui ngã. Đi về bàn chuẩn bị ăn cơm. Ăn cơm xong rồi tiếp tục đi chơi. Ô Cường dậy rồi à? Đi học bây giờ à? Chưa được nghỉ hè nhè Cường nhè. Ngày mai mới nghỉ ạ. Đi học ngoan nhá, xong là chiều về nhà chơi với chú nhá. Nhớ chưa? Đi học đi, hai vợ cháu đi học đi. Đèn xong là đi thôi. Ăn cơm xong là đi chơi hội chợ. Ô thức ăn qua vẫn còn cơ à? Hay thức ăn mua thêm chứ? Cô đâu ạ? Ơ thằng Cường sáng nay nó không ăn gì à? Cần cho hộp sữa này à? Hộp sữa mới là 7.000. Chú uống rượu đi nha, cháu không uống đâu nha, ăn cơm thôi nha. Buổi sáng không uống đâu. Thế thì ăn cơm thôi, cho anh bắt cơm. Ăn cơm thì chứ ăn buổi sáng này. Đi sang bên cửa khẩu với chỗ Trung Quốc ấy, nó bán những cái món gì nhỉ? Có mì không? Thì mình không biết tiếng thì như thế nào? Thì cứ ăn xong rồi bao nhiêu tiền thì đưa tiền Việt Nam ra cũng được như nhỉ? Có, nhưng mà phải cho chị biết nó. Mình đến muộn quá. Ăn cơm đi chú ăn cơm đi. Ăn rượu thì uống rượu, ăn cơm mà xong đi. Trước ăn cơm đi chú. Bố cháu kia nó có người biết đấy. Biết tiếng Hàn tiếng ấy á? Không, tên nó đây. Ai nhỉ? Thế cho tên bố gì đây? Cơm nước xong rồi các bác, bây giờ chúng ta chuẩn bị đi chơi hội chợ biên giới nhá. Chợ biên giới chứ không phải hội chợ đâu. Chợ biên giới thì tôi đi chơi từ giờ đến trưa tôi về. Đồ đạc tôi mang đến sức còn nhẹ, chỉ cần một cái máy ảnh với một cái túi nhỏ này thôi. Tôi cầm một tay máy ảnh, tôi cầm một tay rồi. Thế còn lại có một thứ là cái chứng minh thư bắt buộc phải cầm đi. Thì tôi để chứng minh thư đây. Tí nữa cầm đi nha các bác nha. Nghỉ ngơi một tí nữa xong là lên đường. Thôi cháu đi chơi đi nha. Anh em ở nhà nhá. Đi hội chợ phát. Cháu đi chơi đấy. Chào các bác nhá. Từ nãy giờ đi tôi từ nhà đi ấy là tiền đến trên này, các bác có thấy vừa nãy đi ra khỏi bàn thì có bà cụ bà hỏi tôi đi biên giới à? Đúng rồi. Tôi cười tôi bảo vâng.
Đây là tôi đang đi sát đến khu vực biên giới rồi đấy các bác. Biên giới này nó có một cái đặc biệt là biên giới này là biên giới ngã ba của cả ba nước Việt Nam mình này, Trung Quốc và Lào. Thì trên này nó có một cái hội chợ ấy, gọi là hội chợ thì cũng không hẳn là đúng đâu, nó là chợ chợ phiên đấy các bác. Chợ phiên đây họp vào ngày mùng 3, 13, 23 dương lịch, một tháng có 3 buổi. Thì trên này năm cách đây 2 năm tôi đã đi một lần rồi, khá là vui. Thì hôm nay tôi sẽ đi tới tiếp cái vùng này nữa, dẫn các bác đi chơi cho nó vui. Với thứ hai là tôi cũng muốn xem lại những thứ ngày xưa mình bỏ lỡ, hoặc là mua một vài thứ hay hay ho ho mang về. Thì chợ này nó nằm ở phía bờ bên kia, tức là phía giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc ấy, là gọi là chợ vùng biên giới nhá, mình đặt tên là chợ biên giới nhá. Tiếp tục lại đi thôi, còn khoảng 2-3 cây nữa đến nơi rồi, sát vùng biên giới rồi đấy các bác. Đây, đồi núi đây, tí nữa là sang cái Trung Quốc, ở bên này là Lào đây. Đây rồi các bác, tôi vừa làm thủ tục sang bên phía chợ đây rồi. Ta đi sát ở trong này là phía chợ ở trong này nhá. Đi bộ một đoạn đấy. Phía trong chợ này ấy, thì đa số là của người Việt mình, người Việt và người Trung. Thì phía người Việt mình thì có người Kinh chắc chắn, cũng có anh em người ta buôn bán ở đây. Rồi thì người Hà Nhì, người Mông, cái thứ đi chợ này rất là đông, đa số là người Hà Nhì nhiều. Còn phía bên kia thì người Hà Nhì là chủ yếu, người Hà Nhì Trung Quốc ấy, sang bên này đông lắm các bác ạ. Thì đi vào chợ các bác biết. Đây, chúng ta đi từ chỗ này thì hắt từ cái đầu cuối cùng kia, hắt lên đây thì là chợ của người Việt mình, phía người Việt Nam bán. Còn hắt từ đầu bên kia quay vòng sang phía qua quả đồi kia thì là của người Trung Quốc. Phía bên này thì đủ thứ của Việt Nam luôn, giày dép, thuốc lá Vinataba có hết. Nào các bác, trên này trước khi chúng ta đi vào chợ, trên này có một cái cột mốc rất là quan trọng. Mình đi vào đây mình xem nhá. Cột mốc này rất là thú vị đấy. Trước khi đi vào chợ phải vào cột mốc này đã. Đây. Một mặt hướng về đâu, một mặt hướng về đâu. Đây, cột mốc số 3 của phía Trung Quốc. Tức là quay sang hướng này là của Trung Quốc này. Còn đây, cột mốc số 3 Việt Nam. Quay sang bên này là Việt Nam. Đấy, cái hướng tôi vừa đi lên này kìa. Đây đây, các bác nhìn thấy chưa? Hai anh ấy hay chụp ảnh ở cái cột mốc này. Một bên là Trung Quốc, quay mặt này Việt Nam. Đứng ở chỗ này là ranh giới, biên giới đấy. Tôi lùi lại một tí nha, các bác nhìn cho nó rõ. Đấy, cột mốc này cắt đôi này. Phía Việt Nam mình bên này này, tôi vừa đi lên này. Đi lên thế này này, lên đây. Còn là phía cột mốc bên này hắt sang là bên phía Trung Quốc, thì là chợ. Bây giờ chúng ta đi vào chợ nhá. Đây, còn chụp hộ hai vợ chồng anh chị này một kiểu ảnh, đang nhờ chụp. Nào, đứng cười nhá. 1, 2. Rồi đấy, 3 kiểu rồi đấy. Chụp một kiểu này. À, chụp một kiểu ngang à? Rồi. Nào, hai anh chị nhá. 1, 2, 3. Từ đã. 1, 2, 3. Được rồi. Mình là người Mông hay người Hà Nhì? Người Mông ở đâu đấy? Mông ở lên gì à? À, thôi đi chơi thôi nhá. Anh chị đi nhá. Phía bên này thì là hàng quán của người Việt mình, thôi tôi bỏ qua nhá. Mình đi thẳng vào chỗ chợ của người Trung Quốc nhá. Đấy, nhạc bốc chưa? Là 100 rồi, với một tờ này nữa. Không phải. Đây này, để tính cho này. Đây nha, tính nha.